Google ở G20. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại thì Đảng Dân Chủ Mỹ đã lật ngược được thế cờ. Họ đã làm vỡ tan làn sóng đỏ được kỳ vọng sẽ diễn ra ở cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Ở Thượng viện thì Đảng Dân Chủ chỉ cần một ghế nữa thôi là giành được quyền kiểm soát. Còn ở Hạ viện, những chiến thắng của Đảng Dân Chủ cũng giúp họ rút ngắn khoảng cách so với Đảng Cộng Hòa. Và cuộc chạy đua đang chờ đợi kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Điều đáng chú ý là trong cuộc bầu cử này, lịch sử lại lặp lại. Ý tôi muốn nói tới việc những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục diễn ra. Ví dụ như là máy bỏ phiếu gặp trục trặc, quá trình kiểm phiếu không có sự giám sát của thành viên Đảng Cộng Hòa. Người chết rồi nhưng vẫn giành được chiến thắng tuyệt đối. Nói như vậy để có thể thấy rằng nỗ lực của những chính trị gia muốn khôi phục lại hiến pháp của Hoa Kỳ, muốn đưa nước Mỹ trở lại với thời kỳ vinh quang vốn có của nó, hiện đang liên tiếp gặp phải khó khăn. Nếu như sự thất bại của Đảng Cộng Hòa ở cuộc bầu cử lần này là sự thật, thì nó đồng nghĩa với việc cánh tả sẽ lãnh đạo nước Mỹ, các chính trị gia cánh tả toàn cầu sẽ tiến hành điều khiển thế giới đi tới tận cùng của sự hủy diệt, tức là chiến tranh liên miên, thậm chí là xảy ra thế chiến thứ ba, và quyền định đoạt số phận nhân loại lại nằm trong tay một nhóm người. Và ai sẽ là người chống lại điều này đây? Không ai khác, đó là những quốc gia ủng hộ thế giới đa cực, chống lại chủ nghĩa toàn cầu hóa được các chính trị gia cánh tả lèo lái. Và một điều khá bất ngờ đó là hôm nay chúng tôi đã có được tin tức về việc cựu sĩ quan quân đội Mỹ cáo buộc Đảng Dân Chủ rửa tiền thông qua Ukraine. Hoạt động rửa tiền tinh vi thông qua Ukraine. Vào thứ Hai, ngày 14 tháng 11, trong một cuộc trò chuyện với Investia, cựu sĩ quan Mỹ Scott Bennett cáo buộc rằng Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã tham gia vào hoạt động rửa tiền nhờ việc lợi dụng các khoản hỗ trợ của Ukraine. Theo ông Bennett, Kiev không thực sự được hưởng lợi từ gói viện trợ của Washington. Thay vào đó, các khoản viện trợ này được đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Sau đó, đã được phủ phép để né tránh báo cáo tài chính. Ông này cũng chỉ đích danh cựu chủ sở hữu FTX Sam Bankman-Fried là nhà tài trợ số 2 của Đảng Dân Chủ. Ông Bennett kết luận rằng Ukraine được sử dụng để lừa đảo và rửa những khoản tiền tài trợ được gửi đến. FTX là một công ty hoàn hảo cho việc này. Trước đó thì Bloomberg vào ngày 12 tháng 11 đưa tin rằng sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số FTX bị phá sản của Sam Bankman-Fried đã bị ảnh hưởng bởi dòng tiền khoảng 662 triệu đô la rút ra khỏi hệ thống chỉ trong vòng 24 giờ. Sam Bankman-Fried đã mất toàn bộ khối tài sản trị giá 16 tỷ USD. Sàn giao dịch FTX đã nộp đơn xin phá sản ở Mỹ một ngày sau đó. Theo dữ liệu có sẵn, FTX có tổng số nợ là 8 tỷ đô la và ban quản lý đã không thể tìm thấy các nguồn lực để duy trì tính thanh khoản của nền tảng này. Trong khi đó, vào ngày 10 tháng 11, Lầu Năm Góc thông báo rằng Mỹ đã phân bổ gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Phía Ukraine dự kiến sẽ nhận được 4 hệ thống Avenger, tên lửa Stinger, hệ thống tên lửa phòng không Hawk, đạn dược cho HIMARS cũng như là hàng chục nghìn quả đạn pháo và súng cối. Chúng ta thấy gì ở đây? Đảng Dân Chủ đang muốn hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp của họ bằng cách viện trợ cho Ukraine hàng tháng thông qua các sàn giao dịch FTX. Và bây giờ đây họ lại làm cho sàn giao dịch này bốc hơi chỉ trong một đêm. Đây có thể là một hoạt động xóa dấu vết để vô hiệu hóa bằng chứng chống lại đảng của mình. Nói như vậy để có thể thấy rằng có rất nhiều khoản tiền bẩn của các chính trị gia Đảng Dân Chủ đã và đang tồn tại. Tiền này đến từ đâu? Chắc chắn là phía sau nó có vô vàn bí ẩn chưa được hé lộ. Chưa dừng lại ở đó, sĩ quan tình báo Mỹ cáo buộc Washington ủng hộ những người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter nói rằng Quốc hội Mỹ đang ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bắt chước Đức Quốc xã. Theo ông, thủ lĩnh của tổ chức những người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang hoạt động chủ yếu ở miền Tây Ukraine, Stephen Bandera, đã trở thành cha đẻ của chủ nghĩa dân tộc Ukraine hiện tại. Ông Ritter khẳng định về những tội ác chống lại thường dân mà đại diện của tổ chức này đã gây ra trong cuộc chiến mà họ gọi là vệ quốc vĩ đại. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ cáo buộc các chính trị gia, bạn thực sự không thể hỗ trợ và hợp pháp hóa mọi thứ liên quan đến Stephen Bandera. Ông Ritter nói thêm rằng, Washington công khai ủng hộ những người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Ông kể lại vào tháng 9, các chiến binh của Trung đoàn Dân tộc Chủ nghĩa Ukraine Azov đã được Quốc hội Mỹ thừa nhận. Và trên tài khoản Twitter của Ollivander Alexander, một chuyên viên phân tích của các hãng truyền thông lớn đã đăng tải những hình ảnh về người lính Ukraine mang phù hiệu của tổ chức quân sự phát xít SS khét tiếng. Chúng xuất hiện trên mạng trong tuần này, khi mà lực lượng Kiev tiến về thành phố Kherson sau cuộc rút lui của quân Nga. Các video được đăng tải bởi chính người lính này
cho thấy rằng trên xe chở bộ binh của Ukraine có một lá cờ với biểu tượng quân đoàn SS, được biết đến với tội danh giết người hàng loạt và các tội ác chiến tranh khác trong Thế chiến thứ hai. Việc khoe khoang phù hiệu là hiện tượng phổ biến đối với những người theo đuổi chủ nghĩa tân quốc xã. Nó đã vấp phải phản ứng trái chiều trên Internet. Thậm chí, một số người ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến này cũng lên án hành động đó. Như vậy thì có thể thấy rằng, chủ nghĩa tân quốc xã đã hồi sinh. Và người hồi sinh cho nó, không ai khác, chính là giới tinh hoa cánh tả Mỹ, những người núp bóng danh nghĩa Đảng Dân Chủ. Họ ra sức thuyết phục chúng ta về chủ nghĩa, tự do, các giá trị dân chủ. Quốc hội Mỹ hiện đang nằm trong sự kiểm soát của họ. Họ dùng cuộc chiến Ukraine này để rửa tiền, trục lợi và hợp thức hóa một tổ chức tội phạm trở thành một cá thể có tư cách hợp pháp. Nói thẳng ra là họ đang hợp thức hóa tội ác và trao quyền hành ác cho một nhóm người. Với phương châm danh đã chính thì ngôn tất thuận, họ đang muốn lừa dối công chúng một lần nữa. Chúng ta hãy nhìn về cách mà phương Tây đối đãi với Taliban để hiểu những gì mà chính quyền Đảng Dân Chủ đã và đang làm. Và bây giờ đây, họ đang lãnh đạo thế giới lao vào một cuộc chiến với những cường quốc hạt nhân như là Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran. Kinh khủng hơn là họ đẩy những quốc gia này trở thành một liên minh. Họ đang đi trên một con đường hủy diệt nhân loại. Và hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia đang trở thành một cuộc chiến ngoại giao nhắm vào Nga. Gây gổ ở G20. Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được diễn ra vào ngày 15-16 tháng 11 tới. Các nước phương Tây dẫn đầu là Hoa Kỳ tới hội nghị này để tăng cường mâu thuẫn quốc tế, thay vì đoàn kết và cùng nhau giải quyết các vấn đề xung đột toàn cầu. Chủ đề chính của cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới là cùng nhau phục hồi mạnh mẽ hơn, cùng với thảo luận về các vấn đề sức khỏe toàn cầu và sự chuyển đổi của các quốc gia sang sử dụng năng lượng bền vững. Nhưng mà trên thực tế, hội nghị này đã bị cho là sẽ trở thành một sàn đấu cho các cuộc đối đầu, cùng với những nỗ lực của các nước lớn nhằm áp đặt ý chí của họ lên các nước nhỏ hơn hoặc nghèo hơn. Hơn nữa, hội nghị thượng đỉnh chỉ kéo dài 2 ngày. Với thời gian eo hẹp như vậy thì sẽ rất khó khăn để có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các chủ đề mục tiêu. Cuộc thảo luận dự đoán sẽ trở thành những lời buộc tội do Washington và các đồng minh áp đặt. Chúng ta đang chứng kiến sự chia rẽ toàn cầu gây ra bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi các vấn đề toàn cầu đang trở nên nghiêm trọng và bế tắc, người ta không nghĩ tới việc ngồi lại với nhau để cùng giải quyết các vấn đề, mà lại tìm cách cô lập và đối đầu với các quốc gia bất đồng quan điểm. Trước đó, trong cùng ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây giảm nhẹ luận điệu chống lại Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20. Ông ấy yêu cầu họ thể hiện sự mềm dẻo và xem xét khả năng mềm mỏng hơn đối với Nga, để vào cuối hội nghị thượng đỉnh, tất cả các nước sẽ ký một thông cáo chung. Cũng trong ngày Chủ nhật, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết rằng ông ấy có kế hoạch chỉ trích Nga tại cuộc họp G20 sắp tới. Đồng thời, ông hứa rằng cùng với các đồng minh, London sẽ nỗ lực hết sức tại hội nghị này để giải quyết các vấn đề kinh tế. Ngoài ra, vào ngày 12 tháng 11 thì CNN cũng đưa tin sự kiện chính của hội nghị thượng đỉnh G20 có thể là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai vị chính trị gia này đã gặp nhau lần cuối cách đây hơn 10 năm. Và bây giờ, không có gì chắc chắn rằng cuộc trò chuyện giữa họ có kết quả tích cực. Lý do là giữa hai nước này có rất nhiều bất đồng quan điểm, cũng như là sự thù địch và nghi ngờ lẫn nhau. Hội nghị thượng đỉnh G20 với sự tham gia của phái đoàn Nga sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov làm trưởng đoàn. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh nhưng dưới hình thức trực tuyến. Như người đứng đầu Ủy ban Quốc tế Hội đồng Liên bang Nga Grigory Krasin đã lưu ý vào ngày 10 tháng 11 rằng uy tín quốc tế của Nga sẽ không phụ thuộc vào việc ai sẽ đại diện nước này tại hội nghị thượng đỉnh G20. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng Ngoại trưởng Lavrov có thể sẽ giải thích các cách tiếp cận của Moscow đối với các vấn đề quốc tế, bao gồm cả cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hẳn là quý vị còn nhớ, khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, các nước phương Tây đã vội vàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Họ cho rằng các nguồn tài nguyên và hàng nhập khẩu của họ từng nhập từ Nga có thể dễ dàng mua được từ những nơi khác. Nhưng mà đã 9 tháng trôi qua, và sự vượt trội về tài nguyên thiên nhiên của Nga đã khiến cho các đối tác châu Âu nhận ra rằng ảo tưởng của họ là một sai lầm. Sự phụ thuộc lẫn nhau là con đường duy nhất. Hiện thực lần này cũng đã xảy ra với nước Anh. Và đúng như vậy, mặc dù Vương quốc Anh là một quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ thứ hai chỉ sau Mỹ, nhưng mà sàn giao dịch kim loại London hôm 11 tháng 11 thông báo rằng họ sẽ không cấm các giao dịch và lưu trữ kim loại Nga trong hệ thống của mình. Tuyên bố này cho biết rằng một tỷ lệ phần trăm khá lớn của thị trường sẽ tiếp tục mua bán kim loại của Nga và mọi thứ sẽ không thay đổi vào năm 2023. Như chúng ta đã biết,
Nga là nước sản xuất một lượng đáng kể nickel và nhôm. Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã không nhắm vào các kim loại này hoặc là các doanh nghiệp sản xuất chúng. Rõ ràng là phương Tây không muốn làm tổn thương ngành công nghiệp của mình. Kế hoạch đó là thả nổi hoạt động giao dịch kim loại của Nga trong dài hạn. Mặc dù vậy, các lệnh trừng phạt vẫn ảnh hưởng nặng nề đến châu Âu. Đầu tiên đó là họ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng, với hy vọng rằng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc của Nga vào lĩnh vực này. Nhưng tất cả đã thất bại một cách ngoạn mục trong việc tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế. Họ đang phải trả giá, trả nhiều tiền hơn cho một vài nguồn cung khác mà họ tìm được. Theo một tuyên bố từ sàn giao dịch kim loại London, họ không đề xuất cấm bảo hành kim loại mới của Nga hoặc là áp đặt các giới hạn đối với số lượng hàng hóa Nga lưu trữ trong các kho của họ ở thời điểm hiện tại. Các công ty của Nga có thị phần khá lớn trên thị trường kim loại thế giới. Khoảng 6% nhu cầu nhôm của thế giới được đáp ứng bởi Rosneft, là một nhà sản xuất kim loại lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Vào năm 2021, non-nickel của Nga đã sản xuất hơn 193.000 tấn nickel tinh chế, tương đương với 7% sản lượng toàn thế giới. Sàn giao dịch London nhận ra rằng, kim loại đến từ Nga là không thể thay thế được. Các nhà phân tích phương Tây từng dự đoán rằng, nếu như chiến tranh kéo dài thì nền kinh tế Nga sẽ bị thiệt hại. Sau khi Nga tấn công Ukraine, nền kinh tế nước này sẽ sụp đổ. Và khi đó, đồng rúp sẽ mất hơn 1/4 giá trị. Ấy thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì đồng rúp của Nga là một đồng tiền mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nền kinh tế Nga đang phát triển bất chấp mọi chuẩn mực và luật chơi. Và tất nhiên, sàn giao dịch kim loại London không muốn thua lỗ trong cuộc chơi kinh doanh của mình. Họ hiểu rõ quyền lực tối cao trong lĩnh vực kim loại của Nga. Sàn giao dịch này đã học được từ các ví dụ trước đó rằng họ không đáng bị Nga trừng phạt. Dù sao, thả muộn còn hơn là không. Mặc dù như thế nhưng mà gần đây tờ The Hill cũng cho biết rằng các nước châu Âu không đồng ý về việc tiếp tục mua nhiên liệu hạt nhân đến từ Nga và hợp tác với công ty Rosatom. Khi mà Ba Lan, Ireland, Estonia, Latvia, Lithuania và Đức gần đây tuyên bố khuyến nghị châu Âu cấm nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga để tránh cung cấp tài chính cho Nga, Hungary và Pháp đã phải hú vía và nhắm mắt đưa chân tại Bruxelles. Rosatom cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân của Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria và Hungary. Vì vậy, bất kỳ một quyết định nào của Liên minh châu Âu về việc ngừng cung cấp nhiên liệu sẽ ngay lập tức gây thiệt hại kinh tế cho các quốc gia này. Như vậy thì có thể thấy rằng, càng trừng phạt Nga thì càng tự làm tổn thương chính mình. Tại sao người ta không lựa chọn hợp tác để giải quyết tất cả các vấn đề mâu thuẫn mà lại chọn đối đầu? Tại sao không ngồi vào bàn đàm phán mà lại lựa chọn vũ lực để giải quyết vấn đề? Ai đang được lợi từ những vũng máu của binh lính và người dân? Câu hỏi này chúng tôi xin được đề ngỏ. Kính thưa quý vị, trong cuộc rút lui của Nga khỏi hữu ngạn sông Dnipro, nếu nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy thông điệp từ Moscow khá rõ ràng. Nếu Ukraine không hiếu chiến và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, thì bước lùi của Nga có thể là dấu hiệu hòa bình. Ukraine vẫn còn quyền tiếp cận Biển Đen, vẫn sẽ không bị phong tỏa hoàn toàn khỏi vùng biển này. Họ vẫn có thể đảm bảo các hoạt động xuất khẩu hàng hải của mình. Nhưng nếu như họ tiếp tục leo thang, thì rõ ràng đây không phải là một giải pháp có lợi. Đến ngày hôm qua, ngày 13 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh đã rung chuông cảnh báo Kiev. Bộ Quốc phòng Anh kêu gọi không coi việc rút quân của Nga khỏi Kherson là một chiến thắng. Việc rút lui của lực lượng vũ trang Nga ra khỏi Kherson không phải là một nguyên nhân mang lại niềm vui cho Ukraine. Moscow còn lâu mới bỏ cuộc. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố. Ukraine có động lực trong cuộc chiến chống lại Nga, nhưng Moscow còn lâu mới từ bỏ. Việc Nga rút khỏi Kherson được coi là chiến thắng là một việc ngu ngốc. Ông Wallace đã nói như vậy. Và hôm qua, MK cũng nói rằng, trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, Tổng thống Nga Putin sẽ không đi tắt con đường đã được người dân Nga lựa chọn và ủng hộ, bao gồm cả việc hoạt động quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine nói chung và việc rút lực lượng Nga ra khỏi Kherson nói riêng. Đồng thời, chỉ huy chiến dịch đặc biệt tướng Surovikin cũng phải đưa ra quyết định khó khăn nhưng đồng thời là đúng đắn và có trách nhiệm. Trước đó, truyền thông Anh Telegraph viết rằng, nỗi lo sợ về vũ khí cung cấp cho Ukraine có thể biến nhiệm vụ trang bị vũ khí cho lực lượng Kiev thành một vấn đề tế nhị. Một mặt, phương Tây dự định cung cấp cho Ukraine các phương tiện để đạt được chiến thắng. Nhưng mà mặt khác, những vũ khí này có thể được sử dụng để chống lại chính người cung cấp nó trong tương lai, kể cả trên mặt quân sự hay là dân sự. Theo tác giả của bài viết, tình thế tiến thoái lưỡng nan này đang hiện trở nên khó khăn đặc biệt bởi vì sự tuyệt vọng ngày càng gia tăng của các nhà lãnh đạo Ukraine, những người đang kêu gọi ngày càng nhiều nguồn cung cấp vũ khí đến từ phương Tây. Tác giả cũng kêu gọi phương Tây không nên tự làm hại các lực lượng vũ trang của mình bằng cách cung cấp quân sự cho Kiev. Chúng ta có thể thấy, đến chính phương Tây còn nói rằng không nên ăn mừng quá sớm, tức là họ vẫn chưa tự tin rằng họ đã giành chiến thắng tuyệt đối trước người Nga.
họ vẫn còn dè chừng. Vậy thì tại sao truyền thông phương Tây lại ăn mừng sớm đến như vậy? Đơn giản, họ cần có tiếng vang cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Họ cần thể diện để lôi kéo đồng minh. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.